Sốt đất ảo Hùng Quê, chủ đầu tư bán chui hơn 500 căn nhà. Sốt đất ở vùng quê Khánh Hòa, chủ đầu tư bán chui 515 căn nhà liên kết. Đấu giá tứ giác vàng ở Vũng Tàu, doanh nghiệp muốn xây tổ hợp khách sạn có bãi đáp trực thăng ở Đà Lạt. Là những tin tức bất động sản trong vườn vừa qua, rút ngắn thời gian bồi thường cho người dân có đất bị thu hồi. Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao lại mặt bằng tại dự án có thu hồi đất trên địa bàn, hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện theo cơ chế thí điểm, quy trình đặc thù được Chính phủ chấp thuận theo nghị quyết 27. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy chế phối hợp trong công tác bồi thường, quy định khung thời gian thực hiện là 270 ngày. Chưa tính thời gian cưỡng chế thu hồi đất nếu có, kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi. Đối với dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư đường vành đai 3, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được cho phép thực hiện đồng thời nhiều thủ tục, đang đẩy nhanh tiến độ. Vì có cơ chế riêng nên thời gian bồi thường tại dự án này chỉ có 223 ngày, rút ngắn được 47 ngày. Sắp đấu giá tứ giác vàng ở Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ sở hữu các sở ngành liên quan ra soát các quy định pháp luật, nhận phân rõ hiện trường từng cơ quan trong việc triển khai bán đấu giá khu cụm 5 phần P1 thành phố Vũng Tàu. Ngoài diện tích đất 27.643 m², khu cụm 5 còn có tài sản công. Đây được xem là tứ giác vàng của thành phố Vũng Tàu khi bốn mặt tiếp giáp với bốn đường truyền thống nhất Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Quang Trung. Vào năm 2019, đơn vị tư vấn đã định giá và tài sản tại khu cụm 5 có giá trị lên đến 2.213 tỷ đồng. Công ty em gái ông Dũng, Lò Vôi, muốn xây khách sạn có bãi đáp trực thăng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Lễ vừa có văn bản gửi đến các cơ sở ngành tỉnh Lâm Đồng xin chủ trương và hướng dẫn lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn căn hộ dịch vụ cao cấp tại số 7 Yersin P10 thành phố Đà Lạt. Ngoài các khu vực chức năng như khách sạn, căn hộ dịch vụ, trung tâm thương mại có phòng thuê, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Lễ còn bổ sung và đề xuất bố trí bãi đậu trực thăng. Chủ dự án ở nhà tự ý thay đổi kế hoạch bán lụi hơn 500 căn nhà. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định buộc công ty cổ phần đầu tư địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ, công ty Hoàng Quân Cần Thơ khắc phục hậu quả tại dự án khu dân cư Trường Thạnh và dự án khu dân cư Trường Thạnh mở rộng tại phố Trường Thạch, quận Cái Răng. Tại dự án khu dân cư Trường Thạnh 12,3 ha, dù theo quy định hoạch chỉ có 512 căn nhà liên kế, nhưng công ty Hoàng Quân Cần Thơ đã bán tổng cộng là 676 căn, vượt với quy hoạch 515 căn. Còn dự án khu dân cư Trường Thạnh mở rộng 0,7 ha, công ty Hoàng Quân Cần Thơ đã bán 219 căn nhà liên kế chưa được sở xây dựng xác nhận đủ điều kiện, om hơn nửa tỷ đồng phí bảo trì khu chung cư. Một chủ đầu tư bị phạt, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh BDS Phú Thịnh vừa bị xử phạt 180 triệu đồng về hành vi không bàn giao phí bảo trì và lãi suất gửi tiền cho ban quản trị chung cư Phú Thịnh, địa chỉ số 4 Huyền Trân Công Chúa, P5 thành phố Đà Lạt. Số tiền bảo trì công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh BDS
Phú Thịnh đã bàn giao cho ban quản trị là 546 triệu đồng và lãi suất, đồng thời hạn là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Chủ đầu tư này đã phải nộp tiền và nếu không thì sẽ bị lãi suất 0,05% trên một ngày trên tổng số tiền chưa nộp. Số đất ở vùng quê Khánh Hòa những ngày gần đây, hàng trăm môi giới, nhà đất và nhà đầu tư từ khắp nơi đã đổ về xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa để mua đất. Thị trường đất nền nơi đây nên sôi động hơn khi các môi giới liên tục báo giá và thông báo chốt cọc. Nhiều người đã dùng những chiêu trò dùng điện thoại để live stream lên trên mạng khoe hội giao dịch. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cam An Đắc, Cam An Bắc, quy hoạch huyện Cam Lâm đến nay vẫn chưa được công bố, nhưng các môi giới đã tạo thông tin sốt đất ảo để khiến nhiều nhà đầu tư đổ về đây. Trong khi đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cam Lâm đã xác nhận những ngày sốt đất không có giao dịch hoặc là ký đăng ký biến động đất đai. Sau khi Khánh Hòa đã công bố quy hoạch chung giới bán lập ở vùng ven khu quy hoạch đô thị mới, Cam Lâm đã dấy lên một sóng ảo về bất động sản khu vực này. Những ngày qua, khu vực huyện Cam Lâm, Khánh Hòa trở nên sôi động, tấp nập người trao đổi mua bán đất. Ô tô đã đậu kín đường Cam Lâm, Cam An Bắc, trong đó có cả biển số Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đắk Lắk, vân vân. Câu chuyện được bàn tán rôm rả, nhất là tại các quán cà phê thông tin về các khu đất. Tương tự ở trên mạng xã hội, gần đây cũng đã liên tục xuất hiện nhiều video livestream mua bán và hình ảnh người già vào làm thủ tục ở văn phòng công chứng. Một co đất đang hành nghề huyện Cam Lâm cho biết đến nay thấy địa phương xuất hiện rất nhiều người tới tìm hiểu về giá đất. Một số khu vực được giao bán với giá vài chục triệu tới vài trăm triệu đồng một mét ngang tùy vị trí họ chốt cọc sau khi thương lượng, nhưng không biết có giao dịch không, tôi chỉ nghe kể, có đất nói. Trong khi đó, một số người làm trong lĩnh vực đất đai ở địa phương này lý giải trước đây có nhiều nhà đầu tư tìm mua đất nơi này với giá rất cao, có thời điểm lên tới hơn 300 triệu đồng một mét ngang. Tuy nhiên, vậy việc mua bán này với 500 trong vòng năm qua là không hề có.